Thí sinh hãy sẵn sàng nhá. Ok. Một, hai, ba. Chiều hôm nay mình đừng nghỉ, mình sẽ vào trong nhà chị Lộc TV chơi nha. Mà giờ không biết chị Lộc TV có nhà không nhỉ? Chị ơi, mai TV vào nhà mình chơi đấy. Thật á? Đâu? Ngoài cổng kia kia. Em, bây giờ chúng mình thực hiện thử thách chôn mai TV đi. Hôm trước các bạn đã yêu cầu rồi. Vào vị trí. Vâng. Đây. Chị quấn quanh toàn nhé. Ui. À, ok, và chuẩn bị đồ tiếp theo. Nhanh lên. Nhanh lên, không ai TV sắp vào đám nơi rồi. Ơi, hôm nay mình mượn tạm cái ví của mẹ làm thử thách chôn mai TV đấy. Các bạn nói xem nhé. Đây. Đây là cái bóp của mẹ mình mượn tạm thôi. 5.000, 10.000, 10.000, 12.000, 15.000, 15.000, 15 thân nha chạy. Ui, bay nó to 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 kẹo dừa đấy các bạn ạ. Nhưng mà nó bị chảy rồi. Yêu, chị ơi, đây là cái kẹo dừa mà bị chảy đấy á. Yêu, kẹo dừa bị chảy. Bây giờ đoán tiếp mai TV thôi. Các bạn ơi, mình đã trải thảm đoán tiếp mai TV rồi nha. À, đây là hai cái kem nè. Tinh tinh. Đây. Ăn xin. Mời tất cả các bạn ăn kem bò húc của với mình nha. Các bạn ơi, hình như nó sữa hay sao ấy. Ngon các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nay trời khá là nóng các bạn ạ. Mai TV kìa, Mai TV ơi, vào đây chơi với bọn chị. Vâng ạ. Bây giờ thời tiết khá là nóng. Rồi phun nỉ đi vào lấy kem đi em. Vâng. Hey, chị nhìn em mà chạy lên này.
Hôm nay chị biết ngay kiểu gì em sẽ vào đây, cho nên chị đã làm một cái thử thách dành riêng cho em. Ở trong những cái chỗ này có rất là nhiều phần thưởng đấy. Wow. Nhiệm vụ của em chỉ cần nhanh tay thôi. Ai mà nhanh tay sẽ lấy được phần thưởng trong đấy. Chị là trọng tài, Lộc Funny và My TV sẽ là người chơi. Ai nhanh tay thì sẽ được phần thưởng nha. Wow. Nhưng mà trước tiên phải ăn kem xong cái đã nha. Vâng. Bùng. Đấy. Cảm ơn chị. Ăn đi cho nó mát. Wow, cái mùa húc này. Mời các bạn nha. Ôi, các chị không ăn à? Bọn chị ăn rồi. Ừ. Ăn kem đi. Ừ. Mát không? Mát, kem này ngon ghê. Gió lung này, cành cây nó gốc vô đầu. Có sao không, tại sao nó gốc vô đầu? Thì gió lung này nên cành cây mới gốc vô đầu. Nó không gùng thì tao đâu có như vậy. Ăn xong kem chưa mày? Rồi ạ, các chị hát hay quá. Ok, bây giờ thử thách thôi. Luật chơi như sau nha. Chị là trọng tài, chị sẽ mở nắp ra và người chơi sẽ phải ở hai bên và cố gắng làm sao nhanh tay, thật nhanh tay để có được phần thưởng nhá. Ok. Tay Tú này, tay mày. Ok nào. Một, hai. Thí sinh của chúng ta đã rất hồi hộp. Hai. Và cả trọng tài. Sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi. Nào. Một, hai, ba. Xin nhá. Phần thưởng thuộc về My TV. Em Tú lần sau phải nhanh tay hơn nhá. Ok chị. Cảm ơn em My ơi. Vòng thứ hai nha, thí sinh phải thật nhanh. Ok. Vòng tiếp theo và những vòng sau nữa, phần thưởng sẽ tăng dần lên nhá. Wow. Các thí sinh hãy sử dụng cái đôi tay nhanh nhẹn và con mắt tinh của mình. Chú ý làm sao cho thật nhanh tay nhá. Nhưng mà đừng để va đầu vào nhau nha. Ok. Ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Ok, nào, một, hai, bạn bay đi đi hao tiền quá, mới như thế, thì móc xuống. Nào, một, hai, ba. Phần thưởng này thuộc về bạn Mai TV rồi, công nhận bạn Mai TV, nhìn tay thật đây. Lúc nãy mình bỏ được chứ xong rồi lại em bị rơi. Ai bảo là bay ra thì em mới nhặt chứ. Nào. Các người thí sinh thấy thế nào? Rất vui. Các bạn ơi. Rất vui các bạn ạ. Nhưng mà mình chẳng lấy được đâu. Các bạn cổ vũ cho mình nhá. Thế thì bạn Tinh Tú phải cố gắng nhanh tay vào. Nhanh tay vào thì có mấy phần thưởng chứ. Phần tiếp theo nha. Vòng thứ ba nha. Bây giờ thí sinh nhìn mặt căng như này chắc ta sẵn sàng hết rồi. Nào, mở nha. Một, hai. Nháo trèo. Này nha. Một, hai, ba. À, 5.000. 10.000. Thế là tổng cộng là mình hay lắm cả. Không sao, vẫn 10.000 đấy nhỉ. Đây là vòng thứ tư. Các thí sinh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chị ơi, hay là ngày mai mình lại chơi tiếp đi. Ok, chờ Mai TV luôn. Các thí sinh hãy hồi hộp đi, không biết ai được đâu. Nào, một. Ơi. Một, hai. Bạn Tú vào được rồi. 20.000, 25.000 rồi. Ô. Ui, các bạn ơi, sướng thật đấy.
đừng mai tivi rồi. Thế là công bằng rồi nha. Nào, phần cuối cùng là chị tôi nhá. Các bạn ơi, đây là vòng thứ 5 và cũng là vòng chung kết. Tôi hy vọng sẽ có người đoạt giải cao nhất trong cuộc thi này. Và các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thành quả của mình nha. Ok. 1 2 Đến cả trọng tài còn hồi hộp nữa là thí sinh. Thí sinh hãy sẵn sàng nhá. Ok. 1 2 3 lòng TV nhám trêu mình.